Chùa Ngọc Hoàng, tên thường gọi là Ngọc Hoàng Điện, tên chữ là Phước Hải Tự, người Pháp còn gọi là Chùa Đa Cao. Người dân thành phố vào mùng 10 Tết âm lịch thường đến đây để xin lộc của thần tài. Ngoài ra chùa còn là điểm đến của các đôi vợ chồng đến để cầu xin ơn con cái. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở chùa Ngọc Hoàng, còn gọi là sau này còn gọi là chùa Phước Hải. Thì đây là có đặc biệt là có thờ tài. Và bây giờ mời các bạn hãy cùng tham quan ngôi chùa. Ngôi chùa vốn là một điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế do một người tên là Lưu Minh, pháp danh là Lưu Đạo Nguyên, người Quảng Đông Trung Quốc, xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 20. Theo học giả Vương Hồng Sển thì Lưu Minh là một người chay trường, giữ đạo minh sư, quyết chí lật đổ nhà Mãn Thanh, nên lập chùa để vừa thờ phượng vừa là nơi để hợp kính. Năm 1982, Hòa Thượng Thích Vĩnh Khương đến tiếp quản điện thờ. Kể từ đó, điện thờ này thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984 thì Điện Ngọc Hoàng được đổi tên là Phước Hải Tự. Tương truyền rằng Nữ Hoa Thánh Mẫu là một vị mẫu cai quản việc sanh nở với trần gian, còn 12 bà mụ và 13 đức thầy mỗi người là một việc, ví dụ như là nắng tay, nắng chân để tạo hình cho một đứa trẻ. Vì vậy nên không ít người hiếm muộn thường đến đây để cầu xin con cái. Chùa Ngọc Hoàng là một ngôi chùa cổ xây dựng theo kiểu đình chùa Trung Hoa với mô típ là trang trí rực rỡ. Chùa xây bằng gạch, mái lợp ngói âm dương, trang trí bờ nóc gốc mái bằng nhiều hình tượng gốm màu. Trong chùa có nhiều tác phẩm nghệ thuật như là canh thờ, tượng thờ, liễn đối, hương án bằng các chất liệu như là gỗ, gốm hoặc là giấy bồi. Hàng ngày, khách trong và ngoài nước đến chiêm bái chùa rất là đông. Lễ hội lớn nhất là lễ Vía Ngọc Hoàng diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Vào ngày 15 tháng 10 năm 1994, chùa Ngọc Hoàng được công nhận là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Khuôn viên chùa rộng khoảng 2.300 m², phía trước có ngôi miếu nhỏ đặt tượng hộ pháp. Cổng tam quan nổi bật với những đường nét uốn lượn hình sóng nước của hai con rồng theo tư thế canh châu. Chính điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Huyền Thiên Bắc Đế và các thiên binh thiên tướng. Có phối thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và một số thần linh quen thuộc trong tín ngưỡng của người Hoa như là Thiên Lôi, thần Môn Quan như là thần Giữ Cửa, thần Thổ Địa như là thần Đất Đai, thần Táo Quân như là thần Lò Bếp, thần Hà Bá như là thần Sông Nước, Văn Xương và thần Lã Tổ. Thần Lã Tổ như là thần Văn Chương, Thái Tuế, Sao Giải Hạn,
Lỗ Ban như là thầy dạy nghề, Nữ Hoa Thánh Mẫu, 12 bà mụ, 13 đức thầy, vân vân, rất là nhiều thần thánh. Ngoài ra, chùa còn thờ thần Thành Hoàng. Nhìn chung là các pho tượng thờ trong điện đều là những tác phẩm điêu khắc gỗ tuyệt đẹp.